Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186. Thì số điện thoại em có để góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Huê K Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy ủng hộ dùng chúng em nha. Em cảm ơn ạ. Em sẽ ngày hôm nay em lên cho mọi người hai con máy thuộc dòng Sitting 024 nha. Hai con này thì đều là dòng khai thác chuyên nghiệp nha mọi người. Và nó thuộc phân khúc khai thác tầm trung, lóc nhôm cho anh em chạy cường độ cao sáng tới trưa rồi trưa tới chiều đó, sử dụng mấy cái con này chạy rất là bền bỉ nha. Rồi hai con này thì đều là hàng bãi, động cơ thì xăng pha nhớt. Thì anh em lưu ý sử dụng mấy cái con máy thì giá trị nó đã cao, thì anh em mua mấy cái dòng nhớt nó chất lượng á, để cho quá trình khởi động máy hoặc là quá trình anh em sử dụng nó sẽ tránh cái tình trạng hư hỏng vặt cái con máy mình không đáng có nha mọi người. Thì bên em cũng có phân phối mấy cái dòng nhớt này, mấy cái dòng nhớt này thì em bán ở địa phương cũng có phân phối xì lẻ hết. Anh em nào muốn sử dụng máy có nhớt luôn á, đỡ mất công mình ra tiệm mua, thì có thể liên hệ cửa hàng em nha. Hoặc anh em nào muốn mua số lượng thì cứ liên hệ cửa hàng em. Rồi vào chủ đề chính ngày hôm nay, em lên cho mọi người hai con máy cưa thuộc dòng Sitting 024, nòng nó nằm khoảng cỡ 42 ly nha. Con số 1 nha mọi người. Đây. Con số 1. Hai con máy bữa nay là cực kỳ đẹp nha. Con số 1 Sitting 024, nòng 42 ly, công suất 42cc. Con này có tích hợp cho mình cái xả áp này mọi người. Đó, ngoại hình của con máy thì mọi người cũng có thể thấy nha. Sử dụng hai ốc xích lam, nòng bọng cực kỳ đẹp luôn. Mặt tiền này mọi người rất là đẹp luôn nha. Đó, mọi người cũng có thể thấy. Rất là đẹp luôn. Đang đi cây lam riêng nguyên bản theo máy, đang chạy chân sên 325 nha mọi người. Mặt cắt của con này là nằm khoảng cỡ 40 nha, 40 đổ lại, giữa 40. Một mấy cái con mà thuộc dòng thương hiệu lớn như Sitting này mọi người, thì anh em sử dụng mấy cái con này nó cũng yên tâm nha, tại nó cũng là thương hiệu lớn á, cũng được anh em ưa chuộng sử dụng bấy lâu rồi. Nó ngoại hình rất là đẹp luôn. 42cc cho anh em lấy về đi khai thác chuyên nghiệp nha. Thì mấy cái con này để anh em đi khai thác chuyên nghiệp. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên nằm khoảng cỡ 6 kg nha mọi người. Anh em lấy về để đi cắt củi hoặc là cắt keo củi tràm á, mà số lượng lớn, thời gian dài á, thì có thể sử dụng qua mấy con này nha. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 5,5 triệu nha mọi người, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm, 5,5 triệu một máy cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này con số 1 nha mọi người, Sitting 024, đời xả áp nha, bình xăng trong nè, tay nắm nhựa nè, đời cao nha. 5,5 triệu bao phí vận chuyển. Rồi em qua con số 2 ạ. Con số 2 cũng là một con đời cao luôn nha mọi người, bình xăng trong nè, tay nắm nhựa, đời cao. Con này thì Sitting 024 AV Robot nha. Thì con này Robot đời cao thì nó cũng là 024 AV, nhưng công suất nó sẽ ngang ngửa với thằng 024 AV Super đời trước nha mọi người. Thì nó công suất nó tới 44,3cc lận nha. Nòng vòng 42 ly nhưng mà công suất nó sẽ nhỉnh hơn. Đó, mặt tiền mọi người, hai con máy bữa nay quá đẹp luôn nha.
mọi người cũng có thể coi bên trong này, rất là đẹp luôn. Sử dụng hai ốc xiết lam, ốp lam này, nòng bọng, ngoại hình rất là xuất sắc nha mọi người. Đang đi cây lam thì vẫn là riêng nguyên bản theo máy, con này thì đang chạy lam lam núi nha mọi người. Chân sen 325, mặt cắt của con này 45 độ lại nha, mặt cắt nó sẽ dài hơn con kia, mặt cắt 45 độ lại, công suất nó cũng lớn hơn, nhịn hơn, 44,3cc. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên nằm khoảng cũng cỡ 6kg, hơn 6kg một xíu nha. Mấy cái con lóc nhôm này thì anh em lấy về để đi khai thác chuyên nghiệp. Mấy cái dòng này thì là khai thác tầm trung nha mọi người. Đó, mặt tiền này mọi người rất là đẹp luôn nha. Xương rinh của nó nha mọi người, hàm rồng này, ốc yết này, rất là đẹp luôn. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này con số 2 nha, Sitting 024 số 2, 44,3cc. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 5,5 triệu luôn nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Ngày hôm nay em lên cho mọi người, lên nhanh cho mọi người hai con máy cưa nha mọi người, thì đều là thuộc dòng Sitting 024 hết nha. Đó, hai con máy bữa nay là cực kỳ đẹp luôn. Mọi người cũng có thể thấy ngoại hình của con máy nha, rất là đẹp, tiếng nổ thì cực kỳ bốc cho mình rồi. Anh em nào muốn sử dụng mấy cái con máy công suất nó cũng khá ổn, thuộc dòng tầm trung mà sử dụng nó bền bỉ thì có thể xem hai cái con này nha mọi người. Anh em ưng em máy thì có thể liên hệ số điện thoại em có để góc trên màn hình để ủng hộ cửa hàng em nha. Em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em thấy hay thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo giúp em nha, để em lên mấy cái video á, để lên mấy cái con máy anh em được nhận cái video đó sớm á mọi người.